Chào các bạn, dạo gần đây thì có rất nhiều bạn có đặt câu hỏi về dịch vụ thuê nhà nguyên căn tại Đà Nẵng. Để đáp ứng nhu cầu đó thì mình có tìm kiếm một số các homestay để review cho các bạn. Ngày hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn một căn homestay 2 phòng ngủ vị trí ngay gần biển Mỹ Khê Đà Nẵng, rất là xinh xắn. Hãy cùng mình khám phá nhé. Let's go!